Trời ơi má ơi, má xài cái bộ nám này mấy ngày mà da đã dữ vậy? Trời, hôm bữa con cho má đó là má xài bữa nay là đúng 7 ngày. 7 ngày luôn? 7 ngày. 7 ngày chưa? Láng hết trơn rồi nè, 7 ngày đúng luôn á. Rồi mồi đâu rồi? Láng hết trơn rồi. Láng hết trơn đúng không? Mọi người ơi, coi nè, coi da má em năm nay u 60 mấy tuổi rồi nha. Cái da trời đó coi nó căng bóng má ơi, nó đẹp. Rồi mấy bà Cà Mau có khen không? Bữa má về quê người ta nói gì má kể con nghe coi. Trời ơi, bữa má đi về quê xong rồi cái má xài cái này mới có 5 ngày thôi. Đúng rồi. Rồi bữa nay má lên được 2 ngày là 7 ngày. 7 ngày. Mà về dưới cái mấy bà nói ủa trời ơi sao chiếc này bà về mà đẹp quá, trắng da mà đẹp ha, mà đầu mồi tặng nhang gì đâu mất hết trơn rồi. Thì lớn tuổi phải có đội mồi phải không? Ờ, cái má đây. Nè mọi người nhìn cái chất kem nè. Nè má mồi xuất lên cái da nè mọi người coi nè. Không thể nào tin tưởng được luôn, cái da mà 60 mấy tuổi rồi cả nhà, nó căng nó bóng nè. Trời ơi hỏi má mồi em luôn nè. Má, con hỏi má nha. Mấy bà có gửi má mua không? Đây mọi người nhìn chất kem nè, đây nè. Má kể cho con nghe. Sao? Cái rồi á, má mới đưa cái nguyên một cái mấy hộp xăm vàng đồ của con nè ra dạ. Cho cả nhà ở dưới Cà Mau xem. Là bà con của bác gom về đám dỗ mà. Đám dỗ. Trời ơi đứa nào nấy nó thích quá trời, nó xin xét lên chét, nó nấu xin chét. Rồi nó đặt. Nó đặt mấy bộ. Hôm nay má hên quá, qua quán cơm từ thiện của con mới gặp. Dạ. Gặp con là gặp con chủ yếu là qua kiếm con gái. Để đặt thêm một mớ kem gửi về Cà Mau cho mấy đứa cháu. Ok luôn, tí xíu có luôn. Mọi người ơi, đây bây giờ là bà con miền Tây nha. Tại vì có rất là nhiều bà con miền Tây hỏi em là xài như thế nào, em hướng dẫn luôn. Đây là cái hũ combo cốt nắm xăm vàng, thành phần chính ly selenia, cinamide, cúc la mã, mờ thâm nám, vitamin C, vitamin E.